Xin chào các fan của Soi Sáng. Gần đây tôi đã quyết định sẽ cầu hôn bạn gái của mình và đi đến tiệm trang sức. Trong lúc chọn nhẫn, nhân viên bán hàng kể cho tôi nghe nhiều câu chuyện về các loại đá khác nhau. Hoàng gia sẽ không bao giờ mua hồng ngọc. Chuyện đó là hấp dẫn nhất đấy. Có tin đồn rằng thành viên Hoàng gia Anh coi hồng ngọc là vận đen. Nhưng họ có quan niệm ấy từ đâu và sự mê tín ấy bắt đầu từ khi nào? Không ai biết nữa, nhưng nhiều người gán cho nữ hoàng Victoria. Câu chuyện kể rằng nữ hoàng thế kỷ thứ 19 không thích loại đá quý màu đỏ lấp lánh này. Như bạn biết đấy, Victoria, bà cố của nữ hoàng Elizabeth đệ nhị, có ảnh hưởng rất lớn, đặc biệt là đối với xu hướng thời trang. Và bất cứ thứ gì mà nữ hoàng tạo xu hướng thích đều gần như ngay lập tức trở thành bắt buộc. Bằng chứng là, hãy nhớ rằng váy cưới sa tanh chỉ trở thành một cơn lốc thời trang sau đám cưới của nữ hoàng Victoria với hoàng tử Albert vào năm 1840. Trước đó, cô dâu mặc đủ các màu sắc. Màu duy nhất bị coi là xui xẻo là, hãy chuẩn bị nhé, màu trắng. Trước khi Victoria thay đổi quan niệm này, màu trắng gắn liền với sự bất hạnh. Ở một số nền văn hóa như Ấn Độ, điều này vẫn đúng cho đến tận ngày nay. Vì nữ hoàng có thể nhanh chóng biến vận đen thành một phong tục đám cưới tồn tại lâu đời, nên cũng rất dễ hiểu khi bà làm điều tương tự, chỉ là ngược lại với hồng ngọc. Rốt cuộc, Victoria đã không đeo hồng ngọc trong đám cưới của mình, mà đeo sapphire và kim cương. Nhưng tại sao nữ hoàng lại không thích hồng ngọc? Do cảm nhận cá nhân hay nỗi sợ về một lời nguyền cổ xưa? Hãy nhìn vào sự thật nhé! Mẹ của Victoria đã chúc mừng đám cưới của con gái bằng cách tặng cô ấy thứ có tên là parure hồng ngọc. Parure là một bộ trang sức mà các thành viên hoàng gia đeo cùng nhau, chẳng hạn như hoa tai và vòng cổ. Nghe cái tên, hẳn bạn đã đoán được là có rất nhiều viên hồng ngọc trên đó. Trước khi trao lại nó, Victoria đã đeo chiếc coronet thuộc về bộ này trong nhiều dịp. Cũng có tin đồn rằng chồng bà mắc chứng sợ hồng ngọc và đã cấm loại đá quý này trong ngày cưới của họ. Nhưng hóa ra tất cả chỉ là lầm tưởng vì chiếc nhẫn đính hôn của Victoria có hình một con rắn được làm từ những viên hồng ngọc, kim cương và ngọc lục bảo nhỏ xíu. Vì vậy, mặc dù nữ hoàng Victoria khởi đầu nhiều truyền thống, nhưng quan niệm rằng hồng ngọc là điểm xấu không có trong danh sách này. Và toàn bộ hoàng gia Anh đều tránh hồng ngọc sao? Vì chắc chắn đã có vận đen liên quan đến viên đá quý màu đỏ. Dường như những cuộc hôn nhân diễn ra sau khi đính hôn bằng hồng ngọc đều không chịu được thử thách của thời gian. Hãy nhìn công chúa Margaret, em gái của Elizabeth đệ nhị, và Sarah, nữ công tước xứ York, người đã kết hôn với hoàng tử Andrew, con trai của nữ hoàng. Cả hai đều có nhẫn đính hôn bằng hồng ngọc và cuộc hôn nhân không kéo dài. Có thể bạn đã nghe nói rằng không lâu sau khi Mary Sutek nhận được một chiếc nhẫn đính hôn bằng hồng ngọc, chú rể tương lai đã ra đi vì bệnh cúm. Này, đừng vội trở nên mê tín. Không có bằng chứng cho thấy Mary từng nhận được một chiếc nhẫn dưới bất kỳ hình thức nào trong lễ đính hôn đó. Mẹ của cô, công chúa Mary Adelaide, em họ của nữ hoàng Victoria, thì đúng là có nhận được một chiếc nhẫn hồng ngọc. Cuộc hôn nhân không kết thúc, nhưng Mary chịu người cầu hôn vì cô không còn lựa chọn nào khác. Không hẳn là một câu chuyện tình sử thi. Bạn có nghĩ viên đá quý có lỗi không? Và tất cả những cô dâu không hạnh phúc khác với những viên hồng ngọc trên ngón tay thì sao? Nếu đang tìm kiếm ví dụ về những cuộc hôn nhân không may mắn trong nền quân chủ Anh, thì người đầu tiên ta nghĩ đến là Henry đệ bát. Trong số 6 người vợ của Henry, hai người vợ có lẽ đã đeo hồng ngọc. Anne xứ Cleves đã đeo một thứ trông giống như nhẫn ngọc lục bảo và hồng ngọc trong bức chân dung khiến Henry muốn kết hôn với cô. Tiếc là Henry thấy Anne đời thật không hấp dẫn lắm nên đã ra lệnh hủy hôn vào năm sau. Về mặt tích cực, nếu bạn biết những điều đã xảy ra với những người vợ khác của Henry thì chiếc nhẫn hồng ngọc lại là một vật may cho Anne. Chà, người vợ tiếp theo đeo chiếc nhẫn. Catherine xứ Howard đã không may mắn như vậy. Tôi đoán điều này đã bác bỏ giả thuyết đó. Nhưng hãy nghĩ xem, nhiều viên đá trên những chiếc nhẫn đính hôn đó đến từ vương miện. Không có gì ngạc nhiên khi hoàng gia có đủ loại vương miện được trang trí bằng đá quý. Coronet đẹp đẽ, tiara nhỏ hơn và vương miện có viên hồng ngọc chưa chế tác lớn nhất thế giới. Viên hồng ngọc của hoàng tử đen. Dù có thể bạn chưa nghe tên, nhưng tôi chắc chắn rằng bạn đã thấy nó. Hãy hình dung vua hoặc vương hậu Anh đeo vương miện lớn trên đầu, trông giống như mũ lông phồng. Nó có tên là Imperial State Crown và có lẽ là lý do hồi nhỏ bạn vẽ vương miện rất giống với nó. Bạn biết đấy, với một cục màu đỏ to bự ở giữa. Chà, cục đó là một viên hồng ngọc. Đúng vậy, nó to thế đấy.
dài khoảng 5cm và nặng 170 carat, gần nặng bằng một quả bóng golf. Điều này nghe sẽ chẳng ấn tượng lắm nếu chúng ta đang không nói về một viên đá quý. Viên hồng ngọc nổi tiếng lừng lẫy trong lịch sử không hẳn là hồng ngọc mà là spinel, nhưng tôi sẽ không nói sâu hơn đâu. Nó được đặt theo tên của Edward xứ Woodstock vào thế kỷ thứ 14. Ông có biệt danh là Hoàng tử Đen vì bộ áo giáp và chiếc khiên màu đen mà ông mang. Edward nhận được viên hồng ngọc từ một vị vua khác, Don Pedro Tàn Độc. Đổi lại, ông giúp vị vua này giải quyết một số bất ổn trong lãnh thổ. Nhưng trước khi Edward nắm giữ nó, viên hồng ngọc khổng lồ đã có quá khứ bí ẩn và đầy rắc rối của riêng nó. Một số người tin rằng viên hồng ngọc đã bị nguyền rủa bởi hoàng tử của Granada, chủ nhân của viên ngọc trước Don Pedro. Không có bằng chứng nào cho thấy Don Pedro nguyền rủa viên hồng ngọc một lần nữa trước khi đưa cho Edward. Nhưng thật khó để tưởng tượng một người có biệt danh Tàn Độc lại chia tay một cách êm đềm với một viên ngọc lớn đến thế. Nhưng viên hồng ngọc của Hoàng tử Đen đem lại may mắn hay vận rủi cho hoàng gia? Còn tùy vào người nào nữa. Henry đệ ngũ đã đội mũ sắt nạm đá quý bao gồm viên hồng ngọc của Hoàng tử Đen khi chiến đấu ở Pháp vào năm 1415. Một ngày nọ, ông bị đập mạnh vào đầu. Tệ hơn là ông suýt mất chiếc mũ sắt sang chảnh của mình, vẫn rủi. Sau đó, một lần nữa, ông ấy sống sót. Và ông đã giữ được chiếc mũ giáp cùng viên hồng ngọc, vậy là may mắn. Richard đệ tam đã đeo viên hồng ngọc của Hoàng tử Đen khi ở Bosworth Field chiến đấu với Henry Tudor vào năm 1485. Tôi sẽ nói là Richard không may mắn như vậy. Vâng, điều đó chỉ ra rằng hồng ngọc có hại, nhưng đó chỉ là tin đồn. Biết đâu ông ấy không hề đeo nó. Trong khi bạn đang suy nghĩ về chuyện ấy, hãy xem xét điều này. Viên hồng ngọc đó hiện đang nằm ở giữa một trong những viên miện dễ nhận biết nhất trong lịch sử. Và như tôi đã nói, rất nhiều nhẫn đính hôn của hoàng gia lấy đá quý từ vương miện. Hãy tưởng tượng xem sẽ ra sao nếu công chúa tương lai nói với hoàng tử si tình rằng nàng muốn có một viên hồng ngọc lớn sáng bóng, có lẽ là lớn nhất trên đời. Viên hồng ngọc của Hoàng tử Đen. Nếu đã đọc Romeo và Juliet, hẳn bạn biết việc khuyên can tình yêu của người trẻ không hề dễ. Và khi nhắc đến hoàng gia có xu hướng kết hôn với hoàng gia từ các quốc gia khác, sự từ chối còn có thể làm dấy lên xung đột lớn. Liệu có tốt hơn nếu bạn tránh toàn bộ sự việc bằng cách bịa ra một thần thoại? Vậy quốc vương có thể nói với người con trai si tình của mình rằng: "Ta biết công chúa thích hồng ngọc và ta rất muốn chào cho công chúa, nhưng ta đã nói với con về lời nguyền chưa? Ôi thật khủng khiếp, nếu con yêu nàng và muốn nàng được an toàn và hạnh phúc, con phải đảm bảo rằng nàng không bao giờ đeo viên hồng ngọc này." Hoặc biết đâu chỉ là các xu hướng thay đổi theo thời gian. Hồng ngọc lỗi thời, kim cương nổi lên và việc chuyển đổi nó mang chủ đích. Giờ đây chúng ta coi kim cương là loại đá đính hôn. Nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Trước năm 1940, chỉ có khoảng 10% cô dâu được trao nhẫn đính hôn bằng kim cương. Điều gì đã thay đổi? Chà, các chuyên gia chỉ ra một chiến dịch quảng cáo của công ty kim hoàn có tên De Beers Diamonds đã liên tưởng kim cương với tình yêu và chiến dịch đã thành công. Nhưng những người mê tín hơn trong hoàng gia sẽ lấy ra bằng chứng xác đáng. Nếu hồng ngọc mang nghĩa là cuộc hôn nhân ngắn ngủi thì kim cương là mãi mãi. Giống như cuộc hôn nhân 15 năm của Camilla và George, 20 năm bền chặt của Sophie và Edward, bản thân nữ hoàng Elizabeth đã có một chiếc nhẫn đính hôn bằng kim cương. Bà và hoàng tế Philip đã chung sống bên nhau hơn 70 năm. Có lẽ là do lịch sử hoặc chỉ là xu hướng mới, tôi sẽ để bạn quyết định lý do hoàng gia Anh tuyên thệ từ bỏ hồng ngọc.